Mình bây giờ mày có chuyện buồn gì mày tâm sự mày nói với giờ tao đi. Bồ chuyện con bồ của mày hả? Mày nói nghe coi. Tao làm những bồ tao có người tao thích người ta chứ đâu đâu có ai buồn đâu mày, đâu có bồ ai đâu. Thế mà nãy giờ tao nghe mày nói thấy cũng buồn. Thôi bây giờ mày kể tao nghe cái chuyện của mày. Thôi bây giờ mày nói đi, nghe thử. Thì giờ nói vô nói là anh nhớ em nhiều lắm. Tuy là anh với em mới quen nhau không, tuy là cũng quen được lâu rồi nhưng mà anh mới nhắn tin với em gần đây thôi, cũng mấy tháng rồi anh cảm thấy thích em. Anh cũng biết tại sao nữa, tuy là giống giống như bài rap của Yêu Cây á, là chúng ta chỉ gặp nhau qua gì, chúng ta chỉ nhìn nhau qua khung hình mà chưa từng gặp mặt. Thế giới của chúng ta chỉ dừng lại ở những cuộc đối thoại á. Tuy vậy nhưng anh không biết nữa tại sao lúc nhắn tin như em á, là anh thấy thấy thích em rồi. Do chúng ta có nhiều cái đồng cảm quá, anh cũng biết phải nói sao nữa nhưng mà anh với em cái hoàn cảnh lúc nào cũng giống nhau đó, từng bị tổn thương rồi anh. Nói gì nữa trời hả? Để anh còn suy nghĩ thôi, những cảm xúc của anh nữa.